Cảm ơn tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi cái buổi livestream, cái buổi chia sẻ về kết off về sản phẩm đất nền Cam Lâm, Cam Hải Tây. Thì hôm nay thì trong cái thời đại dịch Covid đúng không ạ, thì mọi thứ nó phải là chỉnh trệ lại, di chuyển nó cũng sẽ khó khăn hơn. Như bây giờ trước đây thì chúng ta có đi chợ hay là chúng ta muốn mua một hàng gì đó thì chúng ta phải tới tận nơi uống một ly cà phê, thì chúng ta phải ra quán của mình, chúng ta phải mua tới tận nơi mà chúng ta mua. Thì ngày hôm nay khi mà dịch và bệnh Covid nó xảy ra thì tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết, bắt buộc chúng ta phải tiếp cận với cái xu thế mới gọi là bình thường mới, thì tất cả mọi thứ đều online hết. Và cái việc đầu tư bất động sản cũng vậy. Trước đây thì chúng ta đi đầu tư cái một cái mảnh đất hay là một cái ngôi nhà thì chúng ta phải tới tận nơi, tay phải chạm vào đó và chúng ta trải nghiệm về xung quanh và để biết được những cái nỗi khó khăn và những nỗi bất cập về thời điểm hiện tại. Thì công sản bất động sản New City của chúng tôi đưa ra một cái ứng dụng phần mềm VR 360 độ. Đây là một cái công nghệ hiện thực ảo để giúp cho khách hàng trải nghiệm ngay tại gia của mình. Chúng ta không phải mất quá nhiều thời gian, chúng ta phải đi tới tận nơi. Hay một ngày chúng ta có 24 tiếng, đúng không chị? Ngoài những việc giờ ăn này, rồi ngủ này, việc làm của chúng ta, thì có rất nhiều anh chị muốn đi đầu tư nhưng mà chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thì ngày hôm nay cái phần mềm này sẽ giảm bớt nhiều thời gian. Và xin một phần hỗ trợ kỹ thuật là chúng ta có thể là chia sẻ cái màn hình. Đây là một cái màn hình về một cái vị trí đất mà công ty Hùng sắp sửa phân phối. Và ngày hôm nay thì Hùng sẽ đồng hành cùng với anh chị, chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái ứng dụng 360 độ này. Nó có những cái đặc điểm gì, nó có gì hay để giúp cho anh chị hình dung rõ hơn về cái vị trí sản phẩm. Ngay tại cái vị trí đất này này anh chị, đầu tiên ngay tại cái vị trí đất này là khi mà chúng ta đi đầu tư, cái điều đầu tiên chúng ta quan tâm điều gì ạ? Đó là về cái vị trí, đúng không ạ? Về cái vị trí của vị trí 24 lô này, khi anh chị nhìn trên cái màn hình thì chúng ta thấy con đường này, cái vị trí đất này nó bao quanh cho mình là ba con đường lớn anh chị ha, ba con đường lớn. Thứ nhất đó là cái con đường Đinh Tiên Hoàng, cái yếu tố thứ hai đó là con đường quốc lộ 1A, và cái con đường thứ ba đó chính là con đường Lê Duẩn quy hoạch rộng 40 mét. Khi mà cái con đường này á, vì sao mà Hùng nói là quy hoạch những cái con đường này, bởi vì cái vị trí mà mặt tiền quốc lộ 1A giá ở đây á dao động á là từ 30 triệu 40 triệu một mét vuông rồi, và cái con đường Đinh Tiên Hoàng và cái con đường Đinh Tiên Hoàng á thì giá từ 2 triệu một mét vuông cách đây 5 năm, 7 năm về trước, giờ bây giờ đã lên từ 40 cho tới 60 triệu một mét vuông rồi. Và tương tự bên cạnh mình còn một con đường Lê Duẩn quy hoạch rộng tới 40 mét, đúng không anh chị? Con đường Lê Duẩn quy hoạch rộng 40 mét là gì ạ? Trong đầu tư bất động sản có một câu nói rất là hay, đời thay đổi, đúng không ạ? Đời thay đổi mà khi đường của chúng ta đổi thay đó, thì hiện tại ngay tại vị trí mặt tiền con đường đi vào vị trí đất của mình đã có một cái con đường quy hoạch rộng 13 mét và con đường Lê Duẩn rộng 40 mét, đúng không quý chị? Và để đi tới cái vị trí đất này thì chúng ta đi bằng những con đường nào ạ? Nãy giờ Hùng đã chia sẻ với mình là về con đường đường bộ, đúng không ạ? Đó là tuyến đường quốc lộ 1A. Tuyến đường quốc lộ 1A là tuyến đường thông suốt, là con đường kết nối từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. Và cái con đường thứ hai Hùng muốn chia sẻ với chị đó là về đường hàng không. Và bây giờ nha, chúng ta sẽ đặt chân tới sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Sân bay quốc tế cảng hàng không Cam Ranh, đây là một trong 4 sân bay lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Bên cạnh những sân bay như là sân bay quốc tế Nội Bài này, sân bay Tân Sơn Nhất này, sân bay Vân Đồn, và sân bay quốc tế Cam Ranh là một sân bay lớn của Việt Nam của chúng ta. Và nếu như mà anh chị đi đến tỉnh Khánh Hòa, nếu đó đi bằng đường hàng không thì chắc chắn thì chúng ta sẽ qua sân bay quốc tế Cam Ranh này. Và khi anh chị đặt chân lên sân bay quốc tế Cam Ranh này và khi chúng ta di chuyển ra khỏi nhà ga thì chúng ta sẽ đặt chân lên con đường là Đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đại lộ Nguyễn Tất Thành là tên của Bác Hồ, đúng không mọi người? Đây là cái con đường quy hoạch rộng 100 mét nha anh chị. Đây là cái con đường Đại lộ Nguyễn Tất Thành quy hoạch rộng 100 mét, rộng 100 mét. Đây là cái con đường kết nối đi về trung tâm thành phố biển của Nha Trang. Con đường Nguyễn Tất Thành này là một trong những con đường đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa, với địa thế vô cùng là tuyệt vời. Một bên là biển, đúng không ạ? Một bên là núi, sơn hướng hải vẫn trải ngàn đời. Đây là một trong những cái địa thế phong thủy vô cùng là tuyệt vời. Và nếu như khi chúng ta di chuyển trên con đường Đại lộ Nguyễn Tất Thành này, bên phía tây mặt của mình luôn, đó chính là hàng loạt, đúng không ạ? Hàng loạt cái bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô. Có hơn 40 cái dự án xin được làm ở dự án mặt cái con đường bãi dài này rồi. Hùng kể đến một vài cái resort đã đi vào hoạt động như là khách sạn Radisson Blue, khách sạn The Anam, Vinpearl Long Beach, đúng không ạ? Và bên cạnh đó, nếu như mà chúng ta lưu trú ở đây một đêm ở đây thì dao động là từ 2 triệu cho tới 10 triệu là một đêm, không quý anh chị? Và nói về cái yếu tố về bãi dài này, vì nói yếu tố về đầm thủy triều, thì trong phần trước thì chuyên gia thị trường Bích Loan đã chia sẻ về chúng ta về cái nét tương đồng, đúng không ạ? Nét tương đồng giữa Cam Lâm và thành phố Đà Nẵng. Thì ngay tại phần này thì ông sẽ chia sẻ với anh chị về thêm một cái khu vực nữa.
có một cái nét tương đồng với cái Cam Lâm của chúng ta, đó là Quy Nhơn Bình Định. Quy Nhơn Bình Định có yếu tố gì? Trước đây chúng ta, nếu như mà anh chị đi đầu tư, chúng ta sẽ nghe đến là Đầm Thị Nại, đúng không ạ? Đầm Thị Nại của Quy Nhơn Bình Định. Thì với Đầm Thị Nại á, thì cái về cái diện tích tổng tự nhiên của Đầm Thị Nại á, nó chỉ có là 7.500 hecta thôi. Thì nhưng mà chỉ có một chủ đầu tư vào ạ, một chủ đầu tư lớn, đó là FLC, đúng không ạ? Họ về đây, họ biến trước đây cả vùng hoang mạc, đúng không ạ, cả một vùng đầm lầy đó, họ đưa hạ tầng về đây làm cho cái giá trị bất động sản trước đây chỉ từ là 1 triệu 2 triệu tới đến, và những cái khu vực này, những cái khu vực này là giá là từ 30 triệu cho tới 40 triệu một mét vuông. Thì anh chị hình dung mà về cái bãi dài của chúng ta có hơn 40 chủ đầu tư lớn luôn, 40 chủ đầu tư lớn, mà chúng ta cũng có biển, chúng ta cũng có cái đầm thủy triều, mà cái diện tích nước cái đầm thủy triều của chúng ta á là rộng tới 12.000 hecta, đúng không ạ? Thì được ở trên cái đầm thủy triều này được quy hoạch rất nhiều các chủ, rất nhiều cái dự án lớn, nhất đó là bến du thuyền này, đó là về casino này, đúng không ạ? Về quan trọng nhất là Hồng Bạc Mỹ ở đây luôn. Ở trên đầm thủy triều này có một đặc sản, đó là sò huyết đầm thủy triều. Và khi chúng ta di chuyển từ bên đại lộ Nguyễn Tất Thành, chúng ta kết nối qua bên đất liền, thì chúng ta sẽ di chuyển qua cái cây cầu mới, đúng không chị? Cây cầu mới hiện tại nó chỉ có là 7 mét thôi. Cái cầu này trước đây là chỉ phục vụ cho việc đi lại thôi, thì chúng ta lật lại cái lịch sử của đầm thủy triều, đúng không ạ? Thì trước đây để mà người dân từ bên bờ này chúng ta di chuyển qua bên bờ bên kia, thì thứ nhất thì chúng ta, một là chúng ta bơi qua, hai là chúng ta sẽ dùng thuyền thúng. Và khi mà Cam Lâm được tách ra từ Cam Ranh và Diên Khánh, thì khi mà hình thành nên một cái huyện mới này, đúng không ạ, thì để mà việc kết nối di chuyển thuận tiện lại, thì bắt một cây cầu mới này, hay còn gọi là cầu đầm thủy triều, đó là những cái từ ngữ địa phương mà khi mà chúng ta tới đây thì chúng ta sẽ nghe tên về cây cầu này. Và trước đây chỉ việc là việc đi lại thôi, nhưng mà khi mà phục vụ cho việc sự phát triển về kết nối, đúng không ạ, chỉ có một cây cầu đi ngang qua thôi, thì cái giá trị bất động sản trên con đường Đinh Tiên Hoàng này, đúng không ạ, tăng lên rất là kinh khủng. Trước đây con đường Đinh Tiên Hoàng thì giá trị có 2 triệu một mét vuông thôi, mà khi có một cây cầu mới này bắc ngang qua, việc kết nối giao thương đi lại rất là thuận tiện, giá trị tăng từ 2 triệu cho tới là 40 triệu cho tới 60 triệu là một mét vuông, đúng không quý anh chị? Và như vậy chúng ta thấy là về cái yếu tố, về cái vị trí đất của mình á, thứ nhất đó là về sự kết nối giao thương vô cùng là thuận tiện, đầu tiên đó là về đường bộ, yếu tố thứ hai đó là về đường hàng không, và cái yếu tố thứ ba đó là về đường thủy, đúng không ạ? Đó là chúng ta cần cảng nước sau Cam Ranh này, và bên cạnh đó là về đường sắt cũng rất là tuyệt vời. Và cái yếu tố thứ hai Hùng chia sẻ thêm về cái vị trí đất của mình đó, thì nó sẽ gần thêm đó là một cái chợ, đúng không ạ? Chợ trong khi mà chúng ta đi đầu tư á, tam cận, nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ, đúng không ạ? Thì cái vị trí đất của chúng ta đầu tiên là gần những trục con đường lớn, đúng không ạ? Gần sông, gần biển, và yếu tố thứ ba đó là về gần chợ, đúng không ạ? Chợ ở đây là gì? Nếu như sau này quý chị, đúng không ạ, mình sở hữu những cái vị trí bất động sản ngay tại cái khu vực này, và bên cạnh cái đất của mình đây á, nó có một cái dự án quy hoạch, đó là trung tâm chợ đầu mối, đúng không quý chị? Khi mà chợ đầu mối về đây có lợi ích gì? Khi mà cái chợ đầu mối này được hình thành nên, thì tất cả những dịch vụ lưu trú, những dịch vụ buôn bán nó sẽ đồng loạt, nó sẽ mở theo. Những công nhân này, rồi những bác tài này, những xe vận chuyển, họ sẽ kết nối về đây, thì họ sẽ cần một quán ăn, họ sẽ cần một quán cà phê, họ sẽ cần nơi lưu trú để mà họ có thể nghỉ dưỡng ở đây, đúng không? Họ có thể là ăn ở đây để tạo cái phục vụ cho cái công ăn việc làm của họ. Và Hùng chia sẻ thêm một cái cần nữa, đúng không? Trước giờ chúng ta chỉ nghe là tam cận thôi, nhưng bây giờ Hùng chia sẻ với mọi người thêm một cái cần nữa, đó là một cái, đó gọi là cái trạm. Trạm ở đây có thể hình dung là gì ạ? Có thể là trạm y tế, có nghĩa là trung tâm hành chính mới của cái huyện đó, đúng không ạ? Ở đây cũng là trung tâm hành chính mới của cái huyện Cam Lâm. Cam Lâm đang được đầu tư về hạ tầng, nên đầu tiên phát triển gì ạ? Phát triển về bộ não, đúng không ạ? Bộ não quản lý cả cái khu vực đó, nghĩa là trung tâm hành chính tại nơi cái khu vực này luôn. Và từ cái vị trí đất này của anh chị này, khi anh chị sở hữu cho mình một cái bất động sản tại cái vị trí 24 nền này á, thì khi mà anh chị đi lấy sổ á, nó cũng rất gần cái trung tâm hành chính mới này, rất là tiện. Ví dụ sau này anh chị có mình có thanh khoản ra cũng vậy, thì từ cái vị trí này và mình dẫn khách hàng qua, rồi mình sẽ qua ký tên và mình nhận sổ tại cái trung tâm hành chính mới này cũng rất là gần, chỉ trong vòng bán kính là 1 km thôi anh chị. Và cái yếu tố thứ hai Hùng muốn chia sẻ với anh chị, đó là yếu tố về những cái quy hoạch, những cái định hướng tương lai phát triển của huyện Cam Lâm. Theo định hướng phát triển của huyện Cam Lâm á, thì phát triển ưu tiên về định hướng di dân về khu phía Tây, và cái xã Cam Hải Tây này, tại cái vị trí đất này anh chị, tại cái vị trí đất này là thuộc tại xã Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm, và cái tỷ lệ di dân cơ học của huyện Cam Lâm á là sấp xỉ 1%, có nghĩa là về cái vùng đất này rất là màu mỡ, đúng không quý anh chị? Thì những
nơi khu vực khác, nó sẽ về đây muốn tìm cái chỗ mà an cư lập nghiệp. Tại vì Cam Lâm sở hữu cho mình một cái bờ biển bãi dài, đúng không ạ? Hơn 40 cái resort thì nó sẽ thu hút nhân công này, nhân lực này, kỹ sư thì các chuyên gia họ về đây họ sinh sống và họ làm việc, thì họ cần phải một chỗ để nghỉ ngơi để mà làm việc. Thì tại những cái xã, ví dụ xã Cam Hải tên này rất là gần với cái bãi dài Cam Lâm của chúng ta luôn. Và cái yếu tố thứ ba Hùng muốn chia sẻ với anh chị đó là về cái quy hoạch của bến xe. Từ cái vị trí đất này của mình đó thì nó sẽ rất rất gần cái bến xe, chỉ mất trong vòng bán kính là 2 km thôi quý anh chị. Nếu như mà anh chị có theo dõi thì Nha Trang của chúng ta đã có bến xe phía Nam, bến xe phía Bắc và Cam Ranh cũng đã có bến xe. Nhưng mà hiện tại cái huyện Cam Lâm của chúng ta chưa có bến xe. Thì để phục vụ cho nhu cầu đi lại, việc phát triển về logistics thì huyện đã dành ra một cái phần quỹ đất, đúng mà đó là về 5 hecta để phát triển một cái bến xe. Thì khi mà bến xe được hình thành thì cũng sẽ kéo theo nhân công, nhân lực, mà các phương tiện giao thông vận chuyển họ sẽ về đây và những cái dịch vụ thiết yếu nó cũng sẽ đi kèm. Và cái vị trí đất của mình nó cũng xung quanh cái vị trí, nó cũng sẽ gia tăng theo. Và tiếp theo đó nữa là yếu tố thứ tư, đó chính là về cái đường cao tốc, không đúng quý chị. Từ cái vị trí đất của mình kết nối lên giao tốc, nút giao cao tốc chỉ mất 10 tới 15 phút di chuyển thôi. Thì một khu vực có cao tốc băng ngang qua thì cũng chưa xảy ra vấn đề gì, đúng không ạ? Nhưng mà tại cái khu vực đó có một cái nút giao, cái nút giao cao tốc để dành cho những xe, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta di chuyển từ Bắc vào Nam này, từ Nam ra Bắc này, chúng ta di chuyển một chặng đường dài rồi, đúng không ạ? Thì tại cái ngõ này chúng ta sẽ hạ tải, đúng không ạ? Chúng ta hạ vận tốc, chúng ta di chuyển về khu dân cư. Khu dân cư có nhiều, sau này ví dụ như chúng ta muốn đi du lịch, chúng ta không đi bằng máy bay, chúng ta có thể là kết nối, chúng ta đi bằng xe ô tô, rút ngắn chỉ còn khoảng từ 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng thôi, rất là thuận tiện. Và khi mà cái đường cao tốc này nó sẽ mở ra, đúng không ạ, thì kèm theo đó là có quy hoạch thêm một cái con đường, đó là con đường Lê Lợi, quy hoạch rộng 40 mét nữa, và ngay tại trên cái đầm thủy triều luôn. Ngay tại trên cái đầm thủy triều cũng sẽ có một cái cầu nữa. Thì khi mà cái cầu được hoàn thiện nữa thì chắc chắn những cái chủ đầu tư lớn họ sẽ bắt đầu là họ sẽ đầu tư thêm vào những cái dự án. Một câu chuyện về việc đầu tư, đúng không ạ? Trước giờ chúng ta biết tới cái thương hiệu McDonald's, đúng không ạ? Thương hiệu McDonald's chúng ta là làm giàu về gì ạ? Làm giàu về gà rán, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự không phải. McDonald's họ giàu là nhờ họ đầu tư về bất động sản. Đó gọi là họ sẽ dùng cái chiến thuật là bao vây. Khi họ đầu tư tại một cái khu vực đó, họ mở lên một cái trung tâm, đúng không ạ, một trung tâm thương mại, thì họ sẽ tìm mua 2 đến 3 căn bất động sản liền kề đó và gọi là cái hiệu ứng lên, hiệu ứng, đúng không ạ. Thì tương tự như vậy, khi mà Vin đi tới đâu thì giá trị bất động sản tăng ở khu vực tới đó. Về tại hiện tại, ở cái khu vực bãi dài này của chúng ta, Vin cũng đã xây dựng cho mình một cái hệ thống, một cái mạng lưới rất là tuyệt vời, đúng không ạ. Đó là có một cái khách sạn Vinpearl Long Beach, và theo những chủ trương đầu tư thì Vin cũng sẽ có những quy hoạch như là khu công nghiệp, đúng không ạ, khu công nghiệp của Vin này, hoặc là cái bến du thuyền của Vin này, đó là những cái dự án Vin đang xin, đúng không ạ. Thì đó là những chúng ta có thể là đầu tư, nếu như mà chúng ta đầu tư cách những cái vị trí những chủ đầu tư lớn này thì tầm khoảng cỡ 2 tới 3 km thôi, thì cái giá trị bất động sản của anh chị nó cũng sẽ tăng theo, đúng không ạ. Và một cái yếu tố cuối cùng mà Hùng muốn chia sẻ với anh chị là về cái yếu tố về là thời điểm. Yếu tố thời điểm này nó rất là quan trọng. Chúng ta đi sớm, đúng không? Chúng ta đầu tư sớm nó cũng sẽ không có lợi nhiều, mà chúng ta đầu tư muộn thì nó cũng sẽ không phải là một cái phương án tốt. Mà chúng ta quan trọng là chúng ta phải đúng thời điểm, mà thật sự đây là cái thời điểm mà đáng để cho anh chị đi đầu tư, đúng không? Tại vì cái thời điểm này là cái thời điểm giá bất động sản vô cùng là tốt, trong khi cái lãi suất của ngân hàng của chúng ta đang rất là thấp, đúng không? Vì nếu như ví dụ quý anh chị hiện tại đang có tầm tài chính, đúng không, dưới 1 tỷ, nếu mà chúng ta đi gửi ngân hàng, đúng mà, thì lãi suất nó sẽ không bao nhiêu cả. Thay vì đó chúng ta tìm một cái kênh đầu tư, một cái nơi trú ẩn cái dòng tiền cho mình rất là an toàn, đúng mà nó có khả năng gây đột biến ít 3 ít 5 cái lợi nhuận cho mình. Và bên cạnh đó thì cái giá trị bất động sản này á, nó có thể giúp chúng ta có thể là đi vay cho ngân hàng nữa, vay cho ngân hàng nữa. Và thêm một cái sở cứ nữa để mà giúp cho anh chị vào cái thời điểm hiện tại á, đây là những cái bất động sản mà cái ven cái khu bãi dài này, ven những bất động sản ven biển á, thì đây là những cái vị trí mà nó rất là khan hiếm, mà nó còn là cái số lượng nó là không có nhiều. Nếu như trong thời điểm hiện tại, nếu như anh chị đang có cái nhu cầu đầu tư, hay là mong muốn sở hữu cho mình một cái cơ hội đầu tư X3, X5, thì đây là một cái sự lựa chọn mà anh chị không thể nào bỏ qua được. Và trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ với anh chị về cái vị trí đất 24 nền này á, thì Hùng chia sẻ với anh chị về một câu. Giá trị bất động sản á, nó sẽ được cân đo đong đếm bằng số chân đi qua cái bất động sản đó của anh chị. Và vô tình cái bất động sản của mình nó thì được đi qua bởi 4 con đường, đúng không ạ? Bởi 4 con đường chính lớn, đó là con đường quốc lộ 1A,
Con đường thứ hai đó là con đường Đinh Tiên Hoàng, con đường thứ ba đó là con đường Lê Duẩn, và con đường thứ tư đó là cái con đường mặt tiền đường quy hoạch rộng 13 mét. Xin mến chúc tất cả quý anh chị ngày hôm nay giúp cho mình có thể là sở hữu được những cái bất động sản đầu tư tốt. Và đừng quên ngày hôm nay thì trong cái buổi kick off sản phẩm này có rất nhiều chính sách hấp dẫn dành cho những nhà đầu tư thông thái nhất. Xin cảm ơn tất cả quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.